A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 20 tháng 10 năm 2021. Chị Trúc và gia đình chị Kiều bán tại chợ Bình Điền và chị Trúc bán tại chợ Phú Lâm đã chia sẻ yêu thương cho bà con mình tiếp tục. Đây. Đó là bộ xe này khoảng 2 tháng mấy độ nha bà con. Rồi. Mô Phật nè. Cảm niệm công đức của gia đình của chị Kiều và chị Trúc. Được. A Di Đà Phật, Mô Phật.